Hello anh em, lại là mình đây. Ông Rồi, mình lại tiếp tục làm clip thứ hai nha anh em nha. Rồi anh em xem kênh mình nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh anh em. Đồ kênh mình bữa nay cũng đang trên đà phát triển, anh em cố gắng ủng hộ, tương tác mình nhiều nhiều để mình phát triển lên. Mình sẽ chia sẻ tất mấy cái cây phôi này cho toàn cả nước cho anh em có siêu tầm giá sinh viên thôi. Rồi, đây, một cây đầu tiên anh em ạ. Cây có một nguyên một cầm bấm xuống bộ dễ nè, bấm xuống hết đều hết luôn nha. Rồi đó, đưa chi lên. Rồi mình thì mình dọn như thế này nè, anh em thích dọn kiểu nào thì về nhà dọn tiếp nha anh em nha. Rồi quanh bác nguyên cầm khá đẹp luôn anh em ạ. Khá đẹp anh em ơi, quanh 36 36 cao 42 anh em. Rồi quanh bác cáo cao 42 nha anh em. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình trồng chậu 50 nha anh em nha. Cây này mình kiếm cái dĩa mình bỏ lên mình chơi dứt thôi anh em. Rồi anh em lại tiếp tục đấy là anh em, đấy ok lắm anh em, cây ok lắm anh em à. Đục câu dạo này mình cho ăn lúa nó sung hết anh em à. Ơi quanh mát cây dễ ok lắm anh em. Quanh 25 25 chỗ đó hơi nhỏ hả, cao 6-14 có một chi bay 45 nha anh em. Rồi quay vòng nữa đi, trồng chậu 50 nha anh em nha. Anh em thích chi phóng này để chơi không xử luôn, làm cây chật luôn, chốt thôi anh em. Để chi này. Rồi anh em lại tiếp tục mua em đắp mền nữa nha anh em nha. Ngày nào cũng có cây đắp mền cho anh em mua về để siêu tầm kiếm cái mền đắp lên đó đó. Chứ cây này mà mình trồng ra mình nắng mà mình không đắp là nó sẽ bung thăng anh em à, cho nên mình đặt tên là cây đắp mền á. Cái này tạo dáng nửa đổ luôn anh em à. Rồi quan mát cây đế vững lắm nha, đều bầu nó hơi nhỏ chút nhưng không sao. Quanh 25 làm được chi ok luôn, bay thôi cao là đúng được, bay 63 nè. Rồi quanh 25 bay 63, anh em yêu thích cây này liên hệ mình dễ chi nè, dễ đế cực kỳ vững luôn, làm cây bay thì ok chốt. Lại tiếp tục anh em, một cây khá đẹp, đế đẹp, chi đẹp, thang lượng bộ chi bao phê luôn, thang xoắn xoắn cây này, thang hình xoắn. Cây này mà không chơi thì chờ gì nữa, còn chẳng chờ chi nữa. Đó dây tơ hồng ngoài núi thành đôi gì đó, ngày mình bên nhau mới dây tơ hồng 29 là thành đôi. Bằng 29 anh em. Anh lên cao, anh em 62 nè. Anh em muốn nghe lên hát bài để mình kêu lên vô đứng trình diễn bài cho anh em nghe cho. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục anh em ơi. Anh em xem cây này có hợp nhãn mình không nha. Cây đế bao phê luôn anh em à. Đế thăng rồi liền lạc hết luôn nha. Đấy, cây này mà ông dứt thì chờ gì nữa. Thật sự do cây nào mình kêu anh em dứt hết đấy. Cho anh em dứt mình trồng. Chồng làm tác phẩm sau này bán cũng nhiều tiền mà nè anh em à, cố gắng đầu tư đi. Được, giờ mình có con có đồ, không có tiền mua sữa cho con uống chứ không là mình chồng hết, nay mai làm tác phẩm bán cho nó sướng. Quên 33 anh em, 33 cao 43 anh em. Rồi vành 33 cao 43 nha. Số 3 là gia số 6 anh em yêu thích cái này liên hệ mình. Rồi anh em ơi lại tiếp tục anh em ơi, đế khá đẹp luôn anh em à, đế nằm bò ra đẹp lắm anh em nha. Đế ok luôn, quá ok luôn. Rồi, cây chụp nha anh em nha, cây bụi chi khá đẹp luôn. Rồi 1 mét dứt cây gì nữa. 31 anh em. Ôi trời ơi. Cao 43 anh em. Có biểu hát có một cái dĩa chủ 31 nữa anh em. Rồi anh em yêu thích cây này liên hệ mình nha. Mình quay phim á, mình mấy anh kia mình quay bình thường, bác quý quay là bị cao quá. Bác quý cao quá, mắc cái đầu mà. Anh em. Một cây đắp mền nữa anh em. Cây đổ nha anh em nha. Cây này chơi nửa thác là ok. Đấy, thấy không, có cái cò chơi nửa thác là nhất. Về làm vết thẹo lại chơi anh em. Đấy nè, cái này bấm xuống này nè. Nó có dễ xuống nè, làm thét đổ cũng đẹp luôn. Cũng dễ, đi xuống dưới đây luôn anh em. Thấy nó vô lại luôn, nó không có vết cắt đâu. Bấm vô đây lại. Bấm vô đây lại. Quá hay luôn. Nên làm thét đổ này nữa.
này do anh không lấy bầu cho lấy bầu là trong vậy luôn á. Tưởng đâu nó cắt đây chứ, nếu mà nó xuống dưới đây nữa hạ nữa. Do anh không biết lấy bầu xuống gì luôn. Đó là thác đổ luôn. Ó về xuống cho thác đổ anh em. Ừ. Anh em hiểu ý mình không? Châu. Bay 63 anh em. Rồi cây có khả năng đổ 63 nha. Dứt thôi anh em. Cây này mà chơi quanh như vậy. Ừ. Quên, đâu bay mà không đâu quanh đâu. B7 không. Quanh 28 anh em. Đắc quý chúng chịu khó đi bay không anh em. Dứt. Anh em ơi lại tiếp tục thôi anh em ơi, một cây khá đẹp luôn nha. Cây bộ chi ok lắm anh em à. Cây có dễ chủ à. Xuống này vứt một lỗ bự cho bá luôn. Một lỗ phải. Đấy là đế bự nha anh em nha. Rồi, rồi sang dòng á. Chi đẹp luôn anh em à. Đế nở to luôn. Rồi vành mát. Cây này sao lấy bầu dày dữ ta. Quanh 38 nha anh em. Cao 41. Cây có miếng thẹo đây nha. Cây là cây nghệ thuật á. Dễ chủ 35 nha anh em. Bò trên mặt trậu. Chút. Em lại tiếp tục anh em ơi, một cây lùng lực. Cây này đúng là mẫu cây lùng lực luôn anh em. Lùng lực á. Đế nè. Đế bảo biết luôn. Cây này nó cao gan như là chu đòi gan. Quanh. Cây này cao 20. Quanh 35 anh em. Quanh 35. Cao một gan anh em ơi. 22. Rồi, quanh 35 cao 22. Cây này thì gọt lại cho để bàn thôi anh em. Để bàn là VIP quá VIP. Đục đợt này băng của anh lúc anh đầu cây đế VIP VIP mà. Rồi chốt nhanh cho băng lúc anh có tiền uống bia nha anh em. Rồi anh em ơi lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây trực khá đẹp luôn anh em à. Cây đế nè. Đế tạm được nha, cây liền lạc hết luôn. Cây nó có một cái mấy cái miếng thiệu anh em nha anh em nha. Được, bữa nay ai chạy qua nhà mình cũng kêu dứt anh em hết rồi. Mình sang dòng nữa bác. Cây bồ chi đẹp lắm anh em à. Rồi, quanh bác. Cây thốc thăng được 40. 37 anh em, quanh 37. Cao 52 anh em. Quanh 37 cao 52 nha. Cây này trồng chậu 45 à. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình. Chốt. Em ơi lại tiếp tục hơn em ơi. Cây này cây cuối cùng của clip rồi. Anh em yêu thích cái clip của mình nhớ like, đăng ký cho mình một lượt chia sẻ nha anh em nha. Một cây cuối cùng của clip cây khá đẹp luôn. Cây này thì nó đang lên nu, đang lên xù anh em à. À anh em thấy không? Rõ nét cho anh em coi nè. Nó đang lên xù nu. Cây này mà anh em trồng ở bên hông non bộ là y đang lên nu nè. Cho nó dài. Cây này cây này chủ cây định bán 7 tỷ á, anh em coi tranh thủ ơi. Đế bao phê luôn. Cho giờ cũng đá lên cho nó đi theo cái bán thử. Xù. Cây ở trên thì nó có lũ nha anh em nha. Lũ theo tự nhiên. Đó, lũ nè. Lũ nè anh em nè. Lũ nhiều lắm. Đẹp lắm. Cây bao phê luôn nha. Cây này mà chơi thì chờ, còn chắc chờ chứ nữa ha. Để VIP anh em. Thôi, quanh mắt. Về bắt cái ống nước lên đó cho chạy. Làm hồ nắm bổ cũng được. Quanh 41 anh em. Quanh 41 cao. Cao 28. Rồi chiều ngang của chi. Chiều ngang chi là 46 anh em. Rồi cây này kiếm cái dĩ 50 bỏ lên chơi nha anh em nha. Cây đúng chuẩn luôn. Cây khá độc đáo. Cây có tàn đẹp. Cây này sau này sẽ ra một tác phẩm đẹp đó anh em à. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của mình nha. Hẹn gặp lại anh em. Anh em xem kênh mình nhớ like đăng ký nha. Tạm biệt anh em.